Cắn hơi đâu, cắn chưa? Chưa. Ừ, nó cắn là chảy máu. Đừng cứ bóp nó nhẹ, đừng ở đừng bóp mạnh, nó quà. Gì hả? Nắm nó nhẹ nhẹ vậy thôi à. Cứ dí theo nó, cứ nắm đuôi nó nhẹ. Nó thấy nó vậy cứ nắm đuôi nó vậy, vậy là nó không bao giờ làm gì vậy. Cầm cái đuôi nó thôi à. Cứ dễ dở lên vậy là cứ nắm nhẹ chứ đừng cứ bóp sợ nó cứ bóp nhẹ cái đầu nó là nó cứ nắm được bình thường. Rắn gì nghe nắm đuôi nó dở dở lên cái né cái đầu rồi nắm đuôi dở lên vậy không đuôi vậy thấy mấy rắn hổ màng nó quay lại chứ không nó quay mình nó quay nó ấy lại mình thả xuống cái nắm đuôi nó thôi. Này ăn rồi này vô nó bảo không lấy gì bán à. Cái đó à, bữa nay dám đâu hơn á người hơn với ở liền ừ rồi nó đó luôn nè cầm đi cho quen khè khè cái đuôi nè nó cầm bình thường nhá cứ cầm vậy à. Cái còn ba kia cái nắm cái bụng nó dở lên cái rồi. Trời ơi. Vậy chứ đâu có gì đâu. Trả đây, trả đây. Trời đừng có dạy. Ờ, nặng dữ đây. Thôi chầm bá luôn. Ủa mình nó cầm tay luôn trời. Nắm chết. Cái này bắt nó xuống tay. Hôm qua anh thấy ở dưới á có một con nó bò cỡ này nè, bự hơn nè. Nó làm tấm to nó làm xà 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 xà. Nó chui dưới có mấy tấm to nó. Kỹ nha, mới dám bắt nghe chứ nó giữ là tính khác nữa nghe. Thì không biết mà thấy cái màu giống vậy nè, nó dịnh dịnh đi vậy nè. Kia khác nha, cũng nhìn kỹ. Loại kia nó đen hơn nữa. Nhìn kỹ nó dám chứ còn mày là lơ mơ là đừng có chập ẩu rồi mệt với nó. Chết chưa bây giờ. Loại kia nắm đuôi cũng được nữa, nắm đuôi mình thay qua. Ý là nó nằm mình cứ thay. Thử con thay vậy thôi. Cái thằng trai nhìn sợ. Cầm hôn nè. Vậy mà chờ nó lại nó bắt gắn rồi nó cầm à. Lấy căng căng thử coi. Căng đâu ta? Căng dưới qua đường đó. Đó, bỏ vô túi. Đó, bỏ vô vòng. Ừ, mấy thằng mà nó cài bẫy rắn mà. Mấy con này là mượn thôi. Con này là mê dữ. Ừ, mấy con này là nó về. Mắt đỉnh bóp nó đau mà nó để không nó chừng nó cắn rồi cắn gì nó cắn rồi đỏ nữa căng cơ nè hôm qua gặp cái chỗ này nè đây nè ngay đây nè bò ngay tấm tôn đó bò lên tấm tôn ngay chỗ này nè dưới tấm tôn bên đây nè nè đến đây nè thấy nó chung vô đây nè nó chung đó đó qua chắc trưa đi ra giục mình luôn rồi thấy mình nó cũng quản nữa ồ ký sáu ký bảy ừ.